Eco Dyeing là một trong những kỹ thuật nhuộm vải độc đáo sử dụng nguyên liệu từ thiên nhiên, chủ yếu là thực vật. Đây là một trong những kỹ thuật nhuộm đã có từ lâu đời và được sử dụng ở cả châu Á lẫn châu Âu. Việc sử dụng Eco Dyeing cho phép người sử dụng có thể tự do sáng tạo những họa tiết bằng cách sắp xếp các loại hoa lá, cây cỏ trên vải. Để nhuộm Eco Dyeing, quý khán giả cần chuẩn bị những nguyên liệu sau. Đầu tiên và cũng là nguyên liệu quan trọng nhất, có khả năng quyết định đến màu sắc vải sau khi nhuộm, đó chính là các loại lá và hoa. Quý khán giả có thể sử dụng nhiều loại thực vật khác nhau như dương sỉ, lá tràm hay hoa hồng, hoa ly để tạo màu. Để vải nhuộm có thể lên màu đẹp và bền, quý khán giả nên sử dụng các loại vải có nguồn gốc từ thiên nhiên như lụa, tơ tằm hoặc vải thô. Nguyên liệu tiếp theo cũng quan trọng không kém, đó chính là phèn sắt và phèn nhôm dùng để pha chất cầm màu. Và cuối cùng là ống tre hoặc gỗ và dây dừa. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu thì chúng ta đã có thể bắt tay vào thực hiện nhuộm vải bằng kỹ thuật Eco Dyeing. Để màu sắc của các loại thực vật có thể lưu giữ trên vải, chúng ta sẽ cần đến sự hỗ trợ của các chất cầm màu. Chỉ cần pha phèn sắt và phèn nhôm đã chuẩn bị theo tỷ lệ 1:1 với dung môi là nước ấm, sau đó trộn đều cho đến khi hòa tan hoàn toàn là chúng ta đã có thể có một dung dịch cầm màu đạt chuẩn. Sau khi pha xong, nhúng đều tất cả các loại thực vật, hoa lá vào dung dịch để chuẩn bị cho công đoạn tiếp theo. Một trong những ưu điểm nổi bật nhất của kỹ thuật nhuộm Eco Dyeing đó chính là người nhuộm có thể tự do sáng tạo các họa tiết theo ý muốn của chính mình. Đây cũng chính là công đoạn thứ hai mà người nhuộm phải thực hiện. Chúng ta sẽ sắp xếp các loại hoa lá lên trên tấm vải theo bố cục, màu sắc và ý thích. Sau đó, cuộn tròn tấm vải theo ống tre, dùng dây dừa buộc chặt và mang đi hấp hơi. Thời gian hấp hơi sẽ kéo dài từ 30 đến 60 phút. Sau khi hấp hơi, chúng ta sẽ gỡ sạch các nguyên liệu thực vật trên vải và phơi vải dưới ánh nắng mặt trời cho đến lúc khô hoàn toàn. Cuối cùng, đem xả lại với nước mát để có được một sản phẩm hoàn chỉnh là một tấm vải với những họa tiết vô cùng độc đáo. Dù các bạn có nhuộm lại lần 2 thì nó cũng hoàn toàn khác so với nhuộm lần 1. Bạn nhuộm được ra một tấm thì đó chỉ là một tấm duy nhất mà thôi. Mình có thể là sáng tạo thoải mái, nó không bó buộc các bạn phải từng tỷ lệ này làm thế này ra. Tại vì nếu như dù bạn có làm ra được cái ví dụ như đợt này tôi dùng cái tỷ lệ đúng với trang này, đợt sau tôi dùng đúng tỷ lệ cầm này nguy trang luôn. Tuy nhiên nguồn thực vật bạn không thể nào mà bạn có thể là bạn khống chế nó được. Nó phải phụ thuộc vô là nguồn thực vật. Ví dụ như bạn lấy ở nhà bè nó sẽ khác, bạn lấy dưới Củ Chi nó sẽ khác. Nên là hoàn toàn hai tấm này là hoàn toàn khác nhau. Ngoài ra, để có thể thực hiện thành công kỹ thuật nhuộm Eco Dyeing, quý khán giả cũng cần nắm vững các quy tắc tạo màu cơ bản của các loại thực vật. Đối với màu đỏ có thể sử dụng tô mộc, thiên thảo. Màu vàng nên sử dụng gỗ mít và nghệ. Còn đối với màu xanh dương thì lá tràm sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Quý khán giả cũng có thể chọn lá dương sỉ để tạo ra màu xanh lá cây nữa đấy. Hy vọng bí kíp nhuộm vải Eco Dyeing vừa rồi của Mua Gì Ở Đâu sẽ giúp quý khán giả có thể tạo ra những sản phẩm thật độc đáo cũng như những món quà đầy ý nghĩa dành tặng cho người thân và bạn bè.